Thưa quý vị, hàng năm, trung bình có khoảng gần 100 em sinh viên Lào tham gia chương trình Homestay tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, các hộ gia đình trên địa bàn thành phố sẽ nhận các em về sinh sống trong thời gian 3 tuần. Hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào nói chung, giữa thành phố Đà Nẵng và các địa phương Lào nói riêng. Đây là ngày đầu tiên em Su Savan, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, về ở cùng gia đình chị Lê Thị Tâm. Vui mừng như đón một người thân về nhà, chị Tâm hào hứng hướng dẫn chỗ nghỉ ngơi, sinh hoạt đã được chị chuẩn bị chu đáo trước đó nhiều ngày. Mình thấy thân thương, mình có thêm một đứa con, mình trải nghiệm là nhà mình đang có một đứa con, bây giờ thành hai đứa con, có chị có em. Tôi sắp xếp một cái phòng riêng cho bé ở và sẽ hướng dẫn bé là những cái dụng cụ cần thiết trong cái sinh hoạt cá nhân. Với lại đây là lần thứ nhất em đến tham gia cái chương trình này, cho nên là vừa vui vừa là thấy kiểu cũng một chút lo lắng thôi. Nhưng mà khi mà lúc thấy chị như mẹ đến, thấy dễ thương quá, thấy thân mến á, thân mến liền luôn. Chương trình ở nhà dân dành cho sinh viên Lào do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, thành phố Đà Nẵng chủ trì, triển khai từ năm 2011. Hàng năm trung bình có khoảng 100 sinh viên Lào tham gia chương trình. Năm 2022, các gia đình tiếp tục đón 93 em sinh viên Lào về ở nhà mình trong 3 tuần, giúp các em có cơ hội nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Việt, gắn bó hơn với cuộc sống của người dân thành phố. Chúng tôi chọn lựa những cái nhà dân có điều kiện tương đối tốt về chỗ ăn chỗ ở và đa phần cũng là những các hộ dân mà cán bộ hưu trí hoặc các bộ đương chức, những hộ dân mà có cái nếp sống rất là nề nếp bài bản để mà đưa các em vào. Thứ nhất là để mà tăng cường cái sự đoàn kết, kết nối, giao lưu với nhau. Thứ hai là cũng như đảm bảo về an ninh trật tự cũng như là các điều kiện sống của các em. Qua nhiều năm triển khai, từ chương trình ở nhà dân, rất nhiều những quan hệ kết nghĩa bố, mẹ, con, anh, chị em Việt Lào đã được hình thành là hạt nhân nuôi dưỡng và phát triển mối quan hệ kháng khít giữa nhân dân hai nước Việt Nam Lào anh em. Chúng tôi tin tưởng rằng thông qua chương trình Homestay lần này sẽ là cầu nối để sinh viên Lào có thêm bố mẹ thứ hai, có thêm một gia đình yêu thương như ruột thịt. Điều này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Lào-Việt-Việt-Lào để tăng thêm tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước. Với em Su Savan và gia đình chị Tâm cũng như những sinh viên Lào tham gia chương trình về ở nhà dân, chắc hẳn thời gian gắn bó sẽ không chỉ 3 tuần ở cùng nhau bởi các gia đình đã xem các em như những người thân để chia sẻ bất cứ lúc nào.